Kính thưa đồng bào, sự nghiệp giáo dục của tỉnh nhà trong những năm qua có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Để có những thành tích đó, bên cạnh nỗ lực của ngành giáo dục, còn có sự đóng góp không nhỏ của hoạt động khuyến học, khuyến tài. Trong đó, phong trào dòng họ hiếu học là một điểm sáng. Dòng họ Qua, một tộc họ người Chăm ở thôn Lạc Trị, xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong, hiện có 48 người đã tốt nghiệp các trường đại học cao đẳng và trung học chuyên nghiệp và đã có việc làm ổn định. Nhiều năm qua, dòng họ Qua là điển hình tiêu biểu trong phong trào khuyến học khuyến tài ở địa phương này. Chuyện ông Qua Đình Bồi, một trí thức người Chăm ở thôn Lạc Trị, xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong, chắc chiêu từng đồng để nuôi các con ăn học đến nơi đến chốn. Hầu hết bà con ở xã Chăm này ai cũng biết. Ông Bồi năm nay đã ngoài 90 tuổi, nhưng vẫn luôn sống hạnh phúc vì con cháu của mình đã cố gắng ăn học thành đạt, làm vẻ vang dòng họ Qua. Được biết, những năm sau giải phóng, cuộc sống hết sức khó khăn, nhưng ông luôn dạy cho các con các cháu phải biết nỗ lực vượt qua khó khăn trước mắt, cố gắng học hành lên người. Tinh thần hiếu học đó cũng được những người con của ông truyền lại cho thế hệ kế tiếp. Cứ thế, những người trong dòng họ luôn tạo điều kiện cho nhau để con cháu được học hành thành đạt. Chi hội dòng họ Qua này là tổ chức khá chu đáo và đạt những thành tích khá tốt. Mấy năm liền thì cũng được các cấp cơ sở xã thị trấn khen thưởng, rồi là ở huyện cũng có khen thưởng, ở huyện hội chúng tôi cũng có khen thưởng. Thế thì cụ thể như các cái chỉ tiêu mà chúng tôi xây dựng để rồi chi hội hoạt động, thì vấn đề phát triển hội viên trong dòng họ của chi hội cũng khá tốt. Vấn đề gây quỹ để rồi là tập trung lo cho cái sự nghiệp giáo dục của con em, và nhất là cái điều kiện đó là điều kiện giúp cho các em phải đến trường, thì cái dòng họ Qua làm rất tốt. Năm 2008, chi hội khuyến học dòng họ Qua có quyết định thành lập. Ban đầu, chi hội chỉ có 15 hội viên, đến nay đã phát triển lên 30 hội viên. Tổng số thành viên trong dòng họ là 130 người. Tất cả đều là con cháu thuộc 4 thế hệ của dòng họ. Đây là buổi khen thưởng cho con cháu có thành tích học tập tốt trong dòng họ Qua. Một năm hai lần, cứ vào dịp hè và Tết Nguyên Đán, chi hội khuyến học dòng họ Qua lại tổ chức khen thưởng cho các con cháu từ bậc tiểu học đến trung học cơ sở có thành tích cao trong học tập. Lễ khen thưởng được tổ chức tại nhà tự của dòng họ Qua. Trước khi phát thưởng, ông Qua Đình Lan, chi hội trưởng chi hội khuyến học dòng họ Qua, đã có những lời khuyến khích động viên con cháu trong dòng họ của mình cần tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần hiếu học của dòng họ Qua trong suốt thời gian qua. Cũng như phần đông bà con ở đây, bà con trong dòng họ Qua sống chủ yếu dựa vào ruộng. Do đời sống vẫn còn nhiều khó khăn nên quỹ khuyến học của dòng họ vẫn còn khiêm tốn, chủ yếu vận động đóng góp các hội viên gia đình trong dòng họ. Mỗi hội viên một năm đóng 200.000 đồng. Với nguồn quỹ tương đối, quỹ khuyến học chi hội mang tính chất động viên, hỗ trợ một phần để mua sách vở cho con cháu nhân dịp đầu năm mới. Trong buổi phát thưởng này, đã có 25 con cháu họ Qua được biểu dương khen thưởng. Tuy mức thưởng không lớn, khoảng 60.000 đồng một cháu đạt danh hiệu học sinh tiên tiến và 80.000 đồng cho cháu là học sinh giỏi, nhưng mỗi cháu đều nhận được tờ giấy khen của dòng họ Qua làm trang trọng do tập trưởng ký tên biểu dương, đã khơi dậy niềm phấn khởi tự hào đối với từng cháu và gia đình. Thì riêng bản thân em cũng như tất cả các anh chị em sinh viên và các cháu nói chung là đều rất là vui, cảm thấy là rất là hãnh diện vì nỗ lực của chúng em năm học qua đã được chi hội công nhận, và từ hôm nay và từ lễ trao quà ngày hôm nay thì đó cũng là một động lực thúc đẩy cho chúng em cố gắng cùng nhau học tập để đạt những thành quả tốt nhất trong năm học 2012-2013, để không khỏi phụ lòng mà cảm ơn đối với cha mẹ cũng như chi hội dòng họ Qua. Ông Qua Đình Lan, chi hội trưởng chi hội khuyến học dòng họ Qua cho biết, từ khi hội khuyến học được thành lập và đi vào hoạt động, phong trào thi đua học tập của con cháu có rất nhiều tiến bộ. Số học sinh đạt thành tích học tập giỏi, đạo đức tốt ngày càng tăng. Nhiều em đạt học sinh giỏi cấp huyện, nhiều gia đình hiếu học xuất hiện. Ý thức trách nhiệm các thành viên trong tộc họ đối với việc học tập của con cháu và tham gia hoạt động khuyến học chuyển biến rất rõ nét.
Không chỉ làm tốt phong trào khuyến học của địa phương, mỗi người trong tộc họ luôn nhắc nhở nhau nghiêm túc chấp hành tốt các chủ trương chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, tích cực hưởng ứng các cuộc vận động do chính quyền địa phương phát động, phát huy truyền thống tốt đẹp của dòng tộc văn hóa. Qua quá trình hoạt động của chi hội khuyến học của dòng họ thì nhận thấy mỗi năm việc học tập của các cháu có tiến bộ hơn. Sở dĩ được như vậy là qua các cuộc họp của chi hội thì các bậc phụ huynh đã thường xuyên góp ý và khuyến khích cho các cháu cố gắng học tập hơn. Hiện nay là không có cháu nào bỏ học cũng như là lưu ban. Đây là một điều đáng biểu dương cho các cháu trong chi hội của dòng họ Qua. Ông Đỗ Thanh Lương, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Tuy Phong nhận định, những năm gần đây, các dòng họ hiếu học trong huyện phát triển mạnh và hoạt động hiệu quả. Dòng họ là chỗ dựa, là nguồn động viên tiếp sức cho gia đình hiếu học và phong trào khuyến học ở cơ sở, góp phần không nhỏ giúp các cháu đi học, không bỏ học, tăng tỷ lệ chuyên cần và nâng cao chất lượng học tập. Hoạt động của dòng họ hiếu học đã tạo được tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết trong cuộc sống và học tập. Không chỉ dòng họ ông Qua Đình Bồi, mà ở xã Cam này còn rất nhiều gia đình, dòng họ đã biết đùm bọc hỗ trợ lẫn nhau. Tất cả vì mục đích là phải nuôi con cháu mình ăn học thành đạt. Bà con Chăm ở đây luôn suy nghĩ, chỉ có con đường học vấn mới giúp con người phát triển về mọi mặt. Xuất phát từ những suy nghĩ trên, mỗi gia đình dòng họ cùng cấp ủy chính quyền, mặt trận đoàn thể ở địa phương này đã tập trung định hướng vào mục tiêu giáo dục, tích cực tuyên truyền động viên phong trào thi đua học tập trong từng gia đình. Mỗi dòng họ phải là tấm gương sáng về ý chí và tinh thần học tập. Điều này đã tác động mạnh mẽ, làm thay đổi nhận thức lạc hậu cổ hủ trong việc cho con đi học như trước đây. Sự hình thành và phát triển của các dòng họ khuyến học không phải để đạt được các danh hiệu hay lấy đó làm hình thức, mà là hoạt động thực sự của những người có tâm huyết đối với sự nghiệp trồng người. Việc tổ chức và hoạt động của dòng họ khuyến học ngày càng tạo thành những phong trào sâu rộng như một nét đẹp trong văn hóa giáo dục của bà con Chăm ở đây. Đồng bào và các bạn thân mến, đồng bào và các bạn vừa theo dõi chương trình Dân tộc và Miền núi của Đài Phát thanh Truyền hình Bình Thuận. Cảm ơn đồng bào và các bạn đã quan tâm theo dõi.